Cô xin chào tất cả các em học sinh. Cô tên là Ngô Thị Thủy, hiện đang công tác tại trường tiểu học Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Cô rất vui vì lại được đồng hành cùng các em trong tiết toán ngày hôm nay. Để học tốt tiết toán, các em cần chuẩn bị cho cô những đồ dùng học tập như những tiết toán trước. Ngoài ra, các em cần chuẩn bị thêm cho cô những khối lập phương hoặc những que tính. Đồng hành với tiết học của chúng ta hôm nay còn có các bạn heo con, voi xanh, mèo và voi xám. Ngoài ra, còn có một số bạn học sinh lớp 21, trường tiểu học Mỹ Xuân, đó là các bạn Phương Anh, Anh Thư, Chí Khiêm, Khánh Hân, Gia Hưng, Ngọc Linh. Các em hãy chào mừng các bạn bằng một tràng vỗ tay nào. Các em thân mến, không khí háo hức, hân hoan đón chào năm mới đang về trên mọi nẻo đường quê của đất nước. Nhà nhà, người người, ai cũng náo nức mong chờ. Các em hãy lắng nghe bài hát Tết đến rồi, ngày Tết quê em để thấy được. Đúng không các em? Nhân đây, cô cũng xin chúc cho các em và gia đình luôn được mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Các em ơi, bài học hôm nay chúng ta tiếp tục qua chủ đề 2, phép cộng, phép trừ có nhớ trong phạm vi 100. Ở chủ đề này, các em sẽ vận dụng phép cộng, phép trừ có nhớ trong phạm vi 20. Để tính toán phép cộng, phép trừ có nhớ trong phạm vi 100. Ngoài ra, chúng ta còn vận dụng giải quyết một số bài toán liên quan đến thực tế. Trước khi vào bài học, cô trò mình cùng quan sát một bức tranh. Hãy nói cho cô nghe, em thấy gì ở trong bức tranh nào? Trong tranh, bạn trai đang tìm cách thực hiện phép tính 37 cộng 25 bằng cách thao tác trên các khối lập phương. Bạn nào có thể nêu lại phép tính cộng mà bạn nam muốn thực hiện nào? Cô mời bạn voi xanh. Thưa cô, phép cộng đó là 37 cộng 25. Chính xác rồi đó các em. Phép cộng đó là 37 cộng 25. Để giúp các em thực hiện được phép tính 37 cộng 25, cô và các em cùng qua tiết toán ngày hôm nay. Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100. Vậy 37 cộng 25 bằng bao nhiêu? Đầu tiên, cô trò mình hãy cùng nhau thao tác trên các khối lập phương. Hãy nói cho cô biết số 37 gồm bao nhiêu chục và bao nhiêu đơn vị? Số 37 gồm 3 chục và 7 đơn vị. Lấy cho cô từng thanh chục để được 3 thanh ở cột chục. Lấy tiếp cho cô 7 khối lập phương rời gài vào cột đơn vị. Với số 25, hãy nói cho bố mẹ và người thân nghe số 25 gồm bao nhiêu đơn vị, bao nhiêu chục. Số 25 gồm 20
và 5 đơn vị. Lấy cho cô từng thanh trục, gài vào cột trục để được 2 thanh ở cột trục. Lấy tiếp cho cô 5 khối lập phương rồi, gài vào cột đơn vị. Cô đã có 37 khối lập phương và 25 khối lập phương. Các em hãy thử tìm xem 37 cộng 25 bằng bao nhiêu? Cô mời bạn heo con. Cô, em sẽ gộp các khối lập phương rồi với nhau. Sau đó, gài 10 khối lập phương với nhau để được thêm một thanh trục và 2 khối lập phương rồi. Đúng rồi đó các em. Chúng ta sẽ gộp những khối lập phương rời với nhau. 7 khối lập phương gộp với 5 khối lập phương. Ta được 12 khối lập phương. Sau đó ta gài 10 khối lập phương rời lại với nhau, tạo thành một thanh trục. Và còn dư 2 khối lập phương rời. Tiếp theo, ta làm như thế nào nhận lưỡi nhỉ? Cô mời bạn mèo. Thưa cô, em gộp các thanh trục lại với nhau. 3 thêm 2 bằng 5, có thêm 1 thanh trục nữa là 6. Vậy có 6 trục thêm 2 là 62 khối lập phương. Rất là tốt. Kèm thưởng cho bạn 100 pháo tay nào. Kèm cùng kiểm tra lại với cô nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 2 là 62. Vậy ta có tất cả 62 khối lập phương. Vậy 37 cộng 25 bằng 62. Cô vừa hướng dẫn các em thực hiện phép tính 37 cộng 25 trên các khối lập phương. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em thực hiện phép tính này bằng cách đặt tính và tính. Đặt tính, chúng ta sẽ đặt theo cột dọc đó các em. Các em hãy suy nghĩ, đặt tính vào bảng con cho cô nào. Cô mời bạn Khánh Hân nêu cách đặt tính cho cô. Thưa cô, phép tính 37 cộng 25, em đặt tính như sau. Em viết số 37, sau đó em viết số 25 dưới số 37. Ra cho hàng đơn vị thẳng cột đơn vị, hàng trục thẳng cột trục, dấu cộng viết bên trái ở giữa hai số, kẻ dấu vạch ngang thay cho dấu bằng. Cô có lời khen dành cho bạn Khánh Hân. Bạn đã đặt tính đúng và nêu cách đặt tính rất là tốt. Kèm xem lại cách đặt tính của cô nào. Đầu tiên, chúng ta sẽ viết số 37. Sau đó, chúng ta sẽ viết số 25 dưới số 37, sao cho hàng đơn vị thẳng cột đơn vị, hàng trục thẳng cột trục, viết dấu cộng ở bên trái giữa hai số, kẻ dấu vạch ngang thay cho dấu bằng. Kèm lưu ý, khi đặt tính ta viết số sao cho hàng đơn vị thẳng cột đơn vị, hàng trục thẳng cột trục. Bây giờ các em hãy tính vào bảng con cho cô nào. Cô mời bạn Chí Khiêm nêu cách tính của mình. Thưa cô, phép tính 37 cộng 25, em thực hiện từ phải sang trái. Em lấy 7 cộng 5 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 3 cộng 2 bằng 5, thêm 1 bằng 6, viết 6. Vậy 37 cộng 25 bằng 62 ạ. Rất tốt, bạn Chí Khiêm đã nêu cách tính. Đúng rồi đó các em. Đầu tiên, chúng ta sẽ thực hiện từ phải sang trái. Lấy 7 cộng 5 bằng 12. Viết 2, nhớ 1. Ở đây, các em lưu ý kỹ thuật nhớ. Chúng ta sẽ nhớ sang cột trục. Có thể ghi dấu chấm ở dòng kết quả.
lấy 3 cộng 2 bằng 5, thêm 1 bằng 6. Viết 6. Vậy 37 cộng 25 bằng 62. Cô vừa hướng dẫn các em cách thao tác trên các khối lập phương, cách đặt tính và tính để tìm ra kết quả của phép tính 37 cộng 25. Kèm lưu ý khi đặt tính, viết các số sao cho hàng đơn vị thẳng cột đơn vị, hàng chục thẳng cột chục. Khi tính, kèm lưu ý thực hiện từ phải sang trái và lưu ý kỹ thuật nhớ. Các số ở đơn vị cộng với nhau được kết quả từ 10 trở đi, chúng ta sẽ nhớ sang cột chục. Chúng ta sẽ cộng các số ở cột chục, sau đó cộng thêm phần nhớ. Các em hãy nhớ nhé. Để xem các em vận dụng kiến thức cô vừa dạy như thế nào, cô sẽ cho các em chơi một trò chơi. Trò chơi của cô có tên là Chinh phục đỉnh Olympia. Muốn chinh phục được đỉnh Olympia, các em cần vượt qua những chướng ngại vật. Chướng ngại vật ở đây là các câu hỏi của cô. Các em đã sẵn sàng chưa nào? Chúng ta bắt đầu vào chướng ngại vật đầu tiên. Ba mươi hai cộng 29 bằng bao nhiêu? A 51, B 61, C 62. Các em hãy chọn cho cô một đáp án đúng nhất. Năm, bốn, ba, hai, một, hết giờ. Đáp án đúng chính là B 61. Cô xin chúc mừng tất cả các bạn có đáp án là 61. Các em đã chinh phục được chướng ngại vật đầu tiên rồi đấy. Chướng ngại vật thứ hai đó là 15 cộng 38 bằng bao nhiêu? Ở đây cô có 3 đáp án. Hãy chọn cho mình một đáp án đúng nhất nào. Cô muốn nghe một bạn chọn cho cô đáp án nào? Cô mời bạn Chí Khiêm. Cô, em chọn đáp án C vì em tính 15 cộng 38 bằng 53 ạ. Để xem đáp án của bạn Khiêm có đúng không? Các em hãy theo dõi nhé. Hoàn toàn chính xác, đó là C 53. Đáp án C 53 đã giúp các em chinh phục được đỉnh núi Olympia rồi đấy. Cô xin chúc mừng tất cả các em. Trò chơi vừa rồi cũng chính là nội dung bài tập 1 đó các em. Qua trò chơi, cô thấy các em đã tính các phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 rất là tốt. Bây giờ, cô cho mình cùng chuyển sang bài tập số 2. Đọc thầm bài tập 2 cho cô nào. Bài 2 yêu cầu chúng ta làm gì? À, bài 2 yêu cầu chúng ta đặt tính, rồi tính. Đặt tính rồi tính, ở đây chúng ta sẽ thực hiện theo mấy bước? À, đặt tính rồi tính, chúng ta sẽ thực hiện theo 2 bước. Bước 1, đặt tính. Bước 2, tính. Ở đây, cô có 2 phép tính. 19 cộng 43. 47 cộng 14. Các em hãy làm bài này và vở cho cô nào. Các em đã làm bài xong chưa? Cô tin chắc rằng
Các em đã làm bài xong rồi đúng không nào? Bây giờ cô cho mình cùng nhau sửa bài nhé. Một bạn hãy nêu cho cô phép tính đầu tiên. Cô mời bạn Phương Anh. Thưa cô, phép cộng 19 cộng 43 em đặt tính như sau. Em viết số 19, sau đó em viết số 43 dưới số 19 sao cho hàng đơn vị thẳng cột đơn vị, hàng chục thẳng cột chục. Dấu cộng ở giữa hai số, kẻ dấu vạch ngang hay cho dấu bằng. Em tính như sau, em thực hiện từ phải sang trái. Em lấy 9 cộng 3 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 1 cộng 4 bằng 5, thêm 1 bằng 6, viết 6. Vậy 19 cộng 43 bằng 62 ạ. Bạn đã làm bài đúng và nêu cách thực hiện rất tốt. Phương Anh ơi, em hãy cho cô biết em đặt tính như thế nào. Bạn nói rất là tốt. Cô cảm ơn bạn Phương Anh. Tiếp tục phép tính số 2. Cô mời bạn Gia Hưng. Thưa cô, phép tính 47 cộng 14. Em đặt tính như sau. Em viết số 47, sau đó em viết số 14 dưới số 47 sao cho hàng đơn vị thẳng cột đơn vị, hàng chục thẳng cột chục. Dấu cộng nằm ở giữa hai số, kẻ dấu vạch ngang thay cho dấu bằng. Em tính như sau, em thực hiện từ phải sang trái. 7 cộng 4 bằng 11, viết 1 nhớ 1. 4 cộng 1 bằng 5, thêm 1 bằng 6, viết 6. Vậy 47 cộng 14 bằng 61. Bạn Gia Hưng đặt tính và tính rất là tốt. Gia Hưng ơi, em hãy nói cho cô và các bạn biết, khi thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, em thực hiện như thế nào? Thưa cô, khi cộng các phép tính có nhớ trong phạm vi 100, em sẽ thực hiện từ phải sang trái và chú ý kỹ thuật nhớ. Cô cảm ơn bạn Gia Hưng. Qua bài tập 2, cô thấy các em làm bài rất là tốt. Các em chú ý khi đặt tính, viết các số sao cho hàng đơn vị, thẳng hàng đơn vị, hàng chục, thẳng hàng chục. Khi tính, các em nhớ thực hiện từ phải sang trái và chú ý kỹ thuật nhớ nhé. Bây giờ cô cho mình cùng chuyển sang bài tập 3. Các em ơi, cô thấy các em thực hiện các phép tính cộng có nhớ trong phạm vi 100 rất là tốt. Nhưng bạn voi xám vẫn còn mắc một số lỗi sai. Các em hãy cùng bạn voi xanh tìm các lỗi sai và sửa lỗi sai cho bạn ấy nhé. Chị voi xanh ơi, em vừa làm xong hai phép tính nhưng con nói bị sai mà em không biết sai chỗ nào. Chị giúp em tìm lỗi sai để em sửa lại lỗi sai, nộp lại cho cô giáo với. Các em cùng tìm lỗi sai ở các phép tính với hai bạn nhé. Cô tin chắc rằng các em cũng tìm được lỗi sai giống như bạn voi đúng không nào? Em sửa số 6 thành số 7. Em hãy sửa cho chị xem nào. Các em cùng sửa với bạn nào. Cô xin chúc mừng tất cả các bạn đã tìm được lỗi sai và sửa lỗi sai cho hai bạn voi nhé.
Chúng ta tiếp tục ở phép tính số 2 nào. Còn phép tính 42 cộng 36, cùng chị thực hiện lại phép tính để tìm lỗi sai nhé. Các em tiếp tục thực hiện phép tính thứ 2 nào. Các em đã thấy được lỗi sai chưa? Ở đây, 2 cộng 6 bằng 8, kết quả chưa quá 10. Không nhớ 1 mà coi lại nhớ 1 vào kết quả ở cột chùm. Các em cùng sửa lỗi nào. Em hãy sửa cho chị xem nào. Em sẽ sửa số 8 thành số 7. Các em cũng sửa lỗi sai giống như bạn voi đúng không nào? Các em chú ý nhé, xem bạn voi nhắn nhủ điều gì này. Em sửa chính xác rồi đấy. Em cần lưu ý, phép tính số 1 là phép cộng có nhớ trong phạm vi 100. Phép tính số 2 là phép cộng không nhớ trong phạm vi 100. Khi cộng phép tính cộng có nhớ trong phạm vi 100, kết quả ở cột đơn vị bằng 10 trở đi, cần nhớ sang cột chùm. Khi kết quả ở đơn vị dưới 10 thì không nhớ sang cột chùm. Nhớ chưa nào? Các em chú ý khi làm bài thật cẩn thận để tránh được những lỗi sai mà bạn voi xám mắc phải nhớ chưa nào? Việc tìm và sửa được lỗi sai vừa rồi chính là chúng ta đã hoàn thành được bài tập số 3 rồi đấy. Qua bài tập 3, cô thấy các em đã tìm và sửa lỗi sai trong các phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 rất là tốt. Bây giờ cô trò mình cùng đến thăm một trang trại nhé. Ồ, trang trại có rất nhiều con dê. Các em hãy lắng nghe xem hai bạn nói chuyện gì nào. Nam ơi, đây là trang trại dê nhà mình. Trang trại nhà mình có 28 con dê đen và 14 con dê trắng. Mình đố bạn, trang trại có tất cả bao nhiêu con dê? Các bạn ơi, trang trại có tất cả bao nhiêu con dê nhỉ? Các bạn hãy tính với mình nhé. Các em vừa nghe câu chuyện của hai bạn. Bây giờ bạn nào có thể nêu được đề toán cho cô nào? Cô mời bạn Anh Thư. Thưa cô, em nêu đề toán hả? Một trang trại có 28 con dê đen và 14 con dê trắng. Hỏi, trang trại đó có tất cả bao nhiêu con dê? Có xứng đáng một tràng pháo tay không nào? Rất là tốt. Đề toán vừa rồi chính là nội dung bài tập số 4 trong sách giáo khoa đó các em. Cho cô biết bài toán cho biết gì nào? À, bài toán cho biết có 28 con dê đen và 14 con dê trắng. Bài toán hỏi gì nào? Bài toán hỏi có tất cả bao nhiêu con dê? Các em hãy suy nghĩ làm bài giải này và vở cho cô nào. Các em đã hoàn thành bài làm của mình chưa? Hãy cùng cô sửa bài nào. Cô muốn nghe một bạn đọc bài làm của mình. Cô mời bạn Ngọc Linh. Thưa cô, em đọc bài làm của mình ạ. Trang trại đó có tất cả số con dê là 28 cộng 14 bằng 42 con. Đáp số 42 con dê. Cô muốn nghe một bạn nhận xét bài làm của bạn Ngọc Linh. Cô mời bạn Phương Anh. Cả hai bạn đều làm bài đúng rồi đó các em. Bạn nào làm bài đúng, các em hãy ghi chữ đờ. Bạn nào làm bài sai, nhớ sửa bài cho cô nhé. Qua bài tập 4, cô đã giúp các em củng cố lại cách giải toán có lời văn. Qua tiết học, cô thấy các em làm bài rất tốt. Bây giờ, cô có một bài tập. Chúng ta sẽ tiếp tục
thực hành trên phần mềm trực tuyến. Bạn nào xung phong làm bài và nêu cách làm cho cô? Cô mời bạn Anh Thư. Các em thấy bạn làm bài như thế nào? Bạn làm bài rất là chính xác, nêu được cách làm đúng, các thao tác trên máy tính rất là tự tin, đúng không nào? Cô mong rằng tất cả các em đều thực hiện bài làm trên phần mềm máy tính này một cách thành thạo như bạn Anh Thư. Bạn nào chưa thành thạo, cô cũng mong quý phụ huynh giúp đỡ, nhắc nhở các em thực hành nhiều hơn để các em có được kết quả cao trong kỳ thi sắp tới. Cô lưu ý, khi thực hành, khi học, các em không được cắm sạc điện thoại hoặc máy tính trong khi học, nhớ chưa nào? Qua bài học ngày hôm nay, các em đã học được gì? Hãy chia sẻ cho cô và các bạn biết nào. Cô mời bạn Voi Xanh. Các em hãy nhớ những nội dung này để làm những bài tập ở tiết sau thật tốt nhé. Tiết học của cô đến đây là hết rồi. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em.